về hợp đồng mẫu. Hợp đồng mẫu là gì? Hợp đồng mẫu là câu chuyện một cái khung, một cái barem chung mà ở đó khía cạnh soạn thảo nó phụ thuộc vào cơ quan nhà nước, tức là cơ quan nhà nước sẽ trong cái luật 2023 có hiệu lực 1/8/2024 họ có đính kèm cái phụ lục là danh sách những cái hợp đồng mẫu. Và trong hợp đồng mẫu này nó có hai loại: hợp đồng mẫu phải đăng ký và hợp đồng mẫu không cần đăng ký. Tuy nhiên cái điểm chung của nó là dù anh có đăng ký hay anh không đăng ký thì anh vẫn phải follow theo cái hợp đồng mẫu đó. Follow theo nó có nghĩa là gì? Là anh phải sử dụng những cái nội dung điều khoản tương tự nội dung hợp đồng mẫu này, và những cái nội dung không quy định trong hợp đồng mẫu này nó sẽ là những cái mà các bên có thể thỏa thuận được. Như vậy thì tại sao nói đây là một cái tốn nhiều giấy mực và nó mang tính chất là khá là nhạy cảm trong câu chuyện này? Bởi vì đơn giản ở khía cạnh góc độ trước giai đoạn trước 1/8/2024, chúng ta sẽ hiểu hợp đồng mẫu là một cái rất hình thức. Nó hình thức ở chỗ nào? Nó hình thức ở chỗ là không có, nó chỉ mang tài liệu mang tính chất tham khảo, và chỉ trừ trường hợp các anh chị mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, các anh chị mới phải đi đăng ký mẫu hợp đồng. Mình hình dung được chỗ này không ạ? Đăng ký mẫu hợp đồng tức là mình sẽ, chủ tư góc độ sẽ soạn thảo cái hợp đồng mẫu áp dụng cho toàn dự án, gửi lên cho cái bên công thương, họ check cái nội dung và họ duyệt và họ công bố mẫu hợp đồng đó được xem là mẫu hợp đồng chuẩn của cái dự án này. Điều đó tức là cái hợp đồng đó không trái quy định pháp luật. Tuy nhiên vấn đề nếu câu chuyện cái sản phẩm bán ra nó không phải là nhà ở thì sao? Thì không phải đăng ký. Mà không phải đăng ký thì sao? Là không phải xài hợp đồng mẫu. Các anh chị hình dung được chỗ này không ạ? Đó là giai đoạn trước 1/8/2024 nha. Tức là nếu tôi bán Tinatel, nếu tôi bán nhà thương mại, nếu tôi bán Officetel, nếu tôi bán căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, vân vân, miễn cái loại hình bất động sản đó không có chức năng để ở thì tôi không phải đăng ký hợp đồng mẫu. Và khi không phải đăng ký tức là cái hợp đồng đó chủ động các bên thỏa thuận với nhau. Đó là câu chuyện khác biệt. Tuy nhiên giai đoạn từ 1/8/2024 thì câu chuyện nó đã khác rồi, nó khoan hoàn toàn, game thay đổi, chiều thay đổi luôn. Theo cách là như thế nào? Anh có đăng ký hay anh không đăng ký đi chăng nữa thì anh vẫn xài theo hợp đồng mẫu và đó là pháp luật. Và cái điều đó nó khiến cho câu chuyện là nó có hai mặt, cái gì nó cũng có hai mặt của nó cả, câu chuyện này cũng vậy. Nó khiến cho cái vấn đề liên quan đến hợp đồng mẫu nó bị ràng buộc và nó bó hẹp trong phạm vi những cái nội dung luật định và họ phải follow theo. Tức là nó hạn chế cái quyền thương lượng và hạn chế cái quyền lựa chọn của cả hai bên. Góc độ cả chủ đầu tư và khách hàng đều hạn chế cái quyền này. Nhưng mà ngược lại, họ giúp cho đa phần khách hàng hoặc nhà đầu tư, những người có một cái mà là không có một cái chuyên môn nhất định về luật pháp luật, thì họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn bởi vì nó đã có mẫu sẵn rồi. Tôi chỉ cần đối chiếu cái mẫu này có những cái điều khoản này có giống vậy không. Nếu mà giống vậy thì cơ bản là nó an toàn. Bởi vì cái cách set up luật hay là cái cách mà thiết kế quy định pháp luật ở Việt Nam và đa số các nước, nó sẽ hướng cho có lợi cho phe yếu thế. Phe yếu thế tức là những người đa số mọi người, khi mà mình không có quá chuyên môn về một phụ luật pháp luật, và họ tránh cái trường hợp vận dụng pháp luật có hại cho một bên nào đó. Chính vì vậy pháp luật hướng cái câu chuyện set up và cái chủ trương thiết kế theo cái phe yếu thế. Thì điều đó khiến cho cái khách hàng khi mà thấy cái hợp đồng đó là hợp đồng mẫu thì họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn và rõ ràng họ được bảo vệ bằng cái hợp đồng đó. Đó là cái góc độ tiêu cực và tích cực của việc tiếp cận hợp đồng mẫu này. Và cái sự khác biệt của cái vấn đề này thì nó chỉ nằm đơn giản ở chỗ là trước đây các chị chỉ nhớ rất là đơn giản, trước đây trước 1/8/2024 hợp đồng mẫu nó chỉ bắt buộc ở loại hình nhà ở hình thành trong tương lai và đăng ký mẫu, còn lại thì không. Nhưng mà sau 1/8 câu chuyện áp dụng nó là cho đại trà và nó là một cái luật định bắt buộc chứ không còn là lựa chọn nữa.